Mà xã tập hợp một gói hàng Rubik đến từ cửa hàng Rubik Rotterdam. Các bạn có thể nhìn thấy cái cửa hàng này trên page ở Facebook. Và có bao nhiêu cửa hàng này ở Hà Nội? Vâng, từ Hà Nội gửi về tới miền Nam luôn, rất là nhanh, chỉ trong vòng 3 ngày thôi. Tuyệt vời, mình cứ tưởng là thành phố Hồ Chí Minh không. Đây là bưu điện thành phố Hà Nội. Wow, lần đầu tiên tôi đọc hộp từ Hà Nội về, đây là Vietnam Post. Rất là tuyệt vời. Sau đây mình sẽ mở hộp nó ra thôi. Ship rất là nhanh, chỉ có 45k thôi. Ok, rất là hào hứng. Đang ngồi quay video experiment. Ok, có hàng luôn, sẵn quay luôn. Mình rất là khoái nghe cái tiếng sột soạt từ cái kéo lúc mà mấy cái gói hàng này nó được đưa về. Mình đọc hộp. Ok, đây là một cái hộp thì nó cũng nhỏ thôi, bởi vì mình đặt cũng không nhiều. Các bạn có thể thấy rất là tuyệt vời. Các bạn biết con gì rồi đúng không? Đó là con đường đông học màu xanh. Rồi hoàn như sao? Quá tuyệt vời. Hãy nhìn nó này, là hảo diệu. Và trong hộp thì còn có một chai silicone maru mới toanh 50ml như thế này. Tất cả hai cái này chỉ có là 250.000 mà thôi. Cái con Go One View sao này thì mua chỉ có 210.000 mà thôi. Các bạn có thể thấy đây, không gì để nói, tuyệt vời, thật là hảo diệu. Thật là đã. Nghe không? Thì hai con này mình đặt mua cho thằng bạn, nó cũng chờ rất là lâu rồi, nhưng mà bây giờ mình có hàng. Thì cái này ship từ ngoài hỏi vào đây mà rất là nhanh, thật là hảo diệu. Thốn thật.